Một năm trôi qua nhanh lắm. Và đời người của chúng ta thì thường là 60. Giống như là nhạc sĩ Even đã từng nói là: em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Và ông đã qua đời ở tuổi 60. Ở đây chúng ta có ai biết là mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi không ạ? Có ai không ạ? Biết không ạ? Chị biết chị sống đến bao nhiêu tuổi chị? 200 tuổi, yeah. Vâng, nhưng mà đã lỡ biết là mình sống đến bao nhiêu thì nhớ chọn 100-200 tuổi như chị này là thông minh này. Chứ đừng chọn như nhạc sĩ Even có 60 tuổi mà đã qua đời thì thật là đáng tiếc, đúng không quý vị? Và hôm nay, bởi tấm lòng hảo tâm, bởi tấm lòng yêu thương của quý vị mà quý vị đã đến trong buổi tối hôm nay, để chúng ta ra tay làm những điều từ thiện để giúp đỡ cho nhiều người Việt Nam của chúng ta, nhất là giáo xứ ở tại Việt Nam đang muốn sự chung tay của quý vị để ủng hộ trong buổi tối hôm nay mà chúng ta đã đến hôm nay. Chính vì thế, một năm trôi qua nhanh lắm và cuộc đời của chúng ta thật là ngắn ngủi. Chính vì thế, chúng ta hãy còn được ngày nào, hãy yêu thương hết lòng quý vị nhé. Một ca khúc xin mời cùng nghe kế tiếp bài hát được mang tên 60 năm cuộc đời. Yes. What? Sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sẽ dẫn ta về với 20 năm cũng là ta. Anh biết được thương nào.
là